nhận định soi kèo bóng đá Manchester City với Manchester United. 23 giờ 30 phút ngày 7 tháng 3 năm 2021. Cuối tuần này, người hâm mộ bóng đá Anh sẽ cùng hướng tới trận derby thành Manchester. Ở mùa giải này, Man United thường chơi không tốt trong những trận cầu đình. Trước một Man City đang bay cao ở thời điểm hiện tại, liệu Quỷ Đỏ có thể làm nên bất ngờ? Cập nhật thông tin trước trận đấu, tỷ lệ kèo. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Tính đến vòng 27 của giải đấu, Man City đang đứng đầu bảng xếp hạng với 65 điểm. Chỉ tính tại đấu trường Premier League, đội bóng này đang có chuỗi 18 trận bất bại, trong đó có 16 chiến thắng và 2 trận hòa. Chiến thắng 2-1 trước West Ham ở vòng 26 vừa rồi đã nâng số trận thắng liên tiếp của Man Xanh tại Premier League lên con số 14. Còn trên mọi đấu trường thì con số này đã lên tới 19 trận, một thành tích vô cùng xuất sắc của Man City, không ngán bất kỳ đối thủ nào ở thời điểm hiện tại. Man City được giới chuyên gia dự đoán có tỷ lệ rất cao giành chức vô địch mùa này. Bên phía Man United, đội khách đang xếp dưới đối thủ một bậc tính đến hết vòng 27. Khoảng cách giữa Quỷ Đỏ với Man Xanh hiện giờ đã lên tới con số 14 điểm. Tuy nhiên cơ hội là vẫn còn cho Man United khi giải đấu còn tới 12 vòng nữa mới kết thúc. Thầy trò huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer vẫn còn khả năng lật ngược tình thế. Thống kê trên sân khách, Man United đang bất bại với 13 trận. Cụ thể họ thắng 8 và hòa 5 trận còn lại. Con số này phần nào khiến Man United có thêm tự tin trong trận cầu sắp tới. Trong lần gần nhất làm khách, đội bóng này có được một điểm trước câu lạc bộ Crystal Palace với tỷ số hòa 0-0. Nhà cái đưa ra tỷ lệ kèo châu Á trong trận đấu này là 1 với đội cửa trên là Man City. Nếu Man City thắng cách biệt một bàn, người chơi đặt hai cửa đều về tiền. Nếu Man City thắng khoảng cách hai bàn trở lên, người chơi chọn đúng sẽ thắng 1.94 lần tiền cược. Nếu Man City hòa hoặc thua, người chơi chọn Man United sẽ thắng 1.92 lần tiền cược. Tỷ lệ kèo tài xỉu 2.53. Man City ghi được cho mình 56 bàn sau 27 trận thi đấu. Đây là số bàn thắng nhiều nhất giải đấu hiện tại. Và Man City cũng đang sở hữu hàng thủ tốt nhất giải ngoại hạng với chỉ 17 lần phải vào lưới nhặt bóng. Bên phía Man United, đội khách để thủng lưới nhiều gấp đôi so với đối thủ với 32 bàn thua và hàng công của Man United ghi được có 53 bàn thắng sau 27 trận đấu. Hiệu số bàn thắng của Man United hiện tại đang là cộng 21. Trên sân khách, Man United đem về 25 bàn thắng và để thủng lưới 13 lần.